Cờ này mua cái gì đây trời? Mua cái gì đây? My quiver and bow are ready. Thôi. À. Ngọc phải dai lừa không ta? Râu đi. Ngọc phải dai mua thì cũng đâu có khóa được. Vô tàn cái này không thua chắc rip. Cái gì vừa theo ngược idol 50k mỗi đèo mỗi kèo, tí tôi win tôi donate 50k chết mẹ rồi. Vậy thì chút nữa tôi chia buồn với bạn, tôi chia buồn với bạn Hoàng Anh Tú à, chia buồn với bạn. Xôi ơi, hai con ọt ra lại kìa má. Mua. I'm the Ogre Magi. Thằng nào có AM2 rồi đi mẹ bà luôn. Nhận định kèo Secret và Liquid đi hả? Thì tôi nhận định đó các bạn, cái kèo Liquid, Liquid là một cái team đánh thiên về cái giai đoạn mid game và late game. Họ không thường, họ không áp lực mạnh ở giai đoạn early. Còn Secret thì ngược lại, họ áp lực mạnh hơn ở giai đoạn early. Nên tôi nghĩ kèo 10 kill, cái khả năng mà Secret ăn kèo 10 kill nó rất là cao. Khả năng một Secret đánh kèm một kill rất là cao. Và team Secret là cái team đánh early mà em bây giờ thuộc dạng là cái team mà khỏe nhất cái thời điểm hiện tại. Họ sẽ đè bẹp Liquid ở cái tầm mà... Wow, AM Bitmaster, mua Bitmaster đi. Đó là suy nghĩ của tôi các bạn. Đó là suy nghĩ của tôi. Secret họ sẽ đè bẹp Liquid ở tầm 25 phút tới 30 phút đè bẹp giai đoạn early, tận dụng lợi thế đó tiếp tục là gây áp lực. Đúng rồi, dạo này không thấy thông báo. Bạn Khoa Nguyễn nhớ sắp rồi anh sắp nha. Sorry anh em ở đây, tôi không biết tại sao kênh tôi dạo này không hiện thông báo nữa má. Que YouTube. Anh em nào mà không nhận được thông báo của kênh tôi thì nhớ ấn subscribe lại và bấm vào cái chuông. Không có đồ luôn, rồi nhân phẩm hơi kém rồi, nhân phẩm hơi kém rồi. Chắc đồ má rút ra luôn lại không bét được quá. Ui, Lý Căng. A xe. Muốn Lý Căng, muốn A xe. Nhưng mà... cờ khó ghê ta. Cờ khó ghê luôn á, cờ đã không biết mua gì luôn á các bạn. Không ra cả, không ra quần què gì hết. Ẹp à, ba con ẹp. Giống cờ ẹp quá. Ok. AM nữa kìa, giống cờ ẹp lắm luôn á. Bây giờ có nên bán không? Bán block, mua 2 ngẹp. Mua 2 ngẹp hả? Bán cờ block. Bán ly cạn, được, bán ly cạn không được. Ly cạn 3 đồng bán được. Like nhiều vô tự nó gửi thông báo. Ok, cảm ơn bạn. Thank you bro. Thank you bro, rất cảm ơn nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Má, wow, đẹp quá. Giống cờ ẹp quá. Giống cờ ẹp quá bay. À, xe này. Change nothing. Cho tờ bê gốc máu đi. Enchanted, I'm sure. Enchanted đi. Ok, cơ mà dài. Ogre Magi. Lên AM đi. Lên X. Lên cái cản đi. Đấy, phải hợp lý hơn á, cờ này phải hợp lý hơn các bạn ạ. Thêm B cũng được, thêm B cũng được, cũng mạnh. Chơi 4 bis tăng thêm TB nữa. Con màu đỏ hả? Con này con AC các bạn ạ. TB giờ đang mạnh các bạn. Enchanted
second Enchanted, chance. I'm sure. Tôi nghĩ là cờ này cờ biết rồi. The master of loop. I am a robot. Yeah, the, just kidding. Look, I am a robot. Lên thêm con Tusk. Bán nguyên chan lên thêm con Tusk này. Cỡ như này hợp lý, hợp lý. Hợp con mẹ nó ní luôn. Nha. Ok, 3 bis, 4 bis. Lý Căng, Tosca, Venom và Lun Rui, 4 bis. Thêm TB nữa, được 1 bis, TB. Bắn hết. Mẹ nó cãi quá mày. Cãi quá. Ui dạ, biến level 1 cộng 750. Đạt, quá TB mặt. TB mặt quá bay ơi. Oh yes. À, fan cũng hay nhỉ. Sau bóp vú lấy may. Được bạn. Đúng má, cờ giờ ra con gì trời. Mấy cái con gì vậy trời. Mấy cái con gì vậy vậy bay. Giả bộ cho con Beastmaster lên 2 đi. A xe lên 2 đi. Không lẽ giờ bấm roll. Sao cả các bạn à, chút nữa tôi TB tôi cầm đồ má mặt là điên vô bắn. TB có 3 cục regen mana hả? Trong đây chỉ có 2 cái tăng regen mana thôi mà. Rồi con AM gãy à. Con AM TB bị bắt đam các bạn. AM TB bị bắt đam, TB bắn là ai đâu. Bắn hai con. Chết rồi. Ủa, trắng luôn. Tus, bay ơi, cô tô kìa, đi con mẹ vãi lộn, grip cô tô ra luôn. Tus nè, cô tô bay. Thôi mình chơi Demon Beast lần đi ha. Cái kèo, cái bộ này mình chưa chơi thử. Giờ ra cô tô, mình chơi mây thì nó kỳ lắm. Mình chơi mây lại top 1 nên hơi chán. Chơi cái kèo thì nó khó khó tí đi. 4 Beast, Tus, Lee Kang. Rồi Venom Lun Rui 4 con. Đúng không? 4 con Tusk thì cần. Thêm đâm nữa. Thêm đâm nữa để lấy Warrior. Trời ơi có Nanobot mà nó bắn 3 nhát chết tinh cờ. Hay 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 gương mặt. Bắn ừ hay quá, bắn hay quá anh ơi. Hút máu bắn nó. Mẹ mày, mày đứng với tôi. Thôi bắn cái được. À, trời ơi, TB nó mạnh bay, TB nó mạnh. TB dạo này mạnh dưới ta, một mình nó cân hết luôn á. Tết 2 nè. Tết 2 nè. Hay lên level hè. Hay lên level ta. Up level mua con giắc. Up level mua AM. Lên AM. Up level lên AM đi. Ê, con Venom. Con Venom, tại sao không mua nhỉ? Ê, Venom. Bạn ơi, Venom. Bạn con mẹ của con Linh đi. Tại bây giờ mạnh phải đây. Trời ơi, TB biến thành trời ơi, 160 đam, 170 mấy đam. Quá là mạnh. Venom. Hồi nãy tính Venom rồi. Lấy dắt thay BH kìa anh. Muốn dắt thôi. Mua con chào này luôn các bạn à. Kèo này dàn Beast thì mà bố mày mẹ để ra bố mày giật. Chắc quýnh level 8 thôi các bạn à. Cờ này chắc quýnh level... Ui Venom nữa này. Venom nữa này, thay dắt xuống. Ok. Dắt mạnh hơn con xe các bạn. Dắt mạnh hơn A xe. Hay là mình lên A xe ta. Thay lộ biết tờ đi. Đúng không? Thôi kệ bà đi. Bây giờ ra một cái cục Void Stone và một cái cục Crown quăng trong TB để đấm hai nhát đầy mà biến hình bắn. Phải cần AM2 nữa các bạn à. Chứ không mà gặp bên kia nó có AM nó counter TB rồi.
tại vì mất đi mình phế chết mẹ luôn. Hai ngọn nhau mua đi. Vì đồn cầm rắn ra. Trời ơi sói nữa, cái này mặt nào mà tôi không biết thằng nhà thằng nào chắc nó đủ có bấy bá luôn á. Water step. Thôi đéo quăng vô TB đâu thì mày quăng ơi, quăng vô là thành độ má cái mom á. Quăng vô thành cái mom đó bay. Big Master 2. Ừ. Trời ơi. Tập này tôi khỏe rồi các bạn ơi. Khỏe. Trời ơi, Big Master 2 các bạn à. Venom cho nó cái que đi ha. Thôi, lỡ chút nữa lỡ nhập MKB sao? Lỡ nhập MKB sao? Cho Big Master đi chút nữa mình sẽ bán. Cho nó cầm. Bây giờ bán cho này, bán hai nguồn ngọt này là được 9 đồng. Lên level 8 lẻ roll 9 TB 3 đi, TB 3 bắn. Ủa oh, TB đi hả? Rồi đổ mắt thành cái mom là phế luôn đó. Cái mom là phế luôn á. Cái con vua lóc thứ ba tôi nghĩ là nên xài con Archimedes các bạn. Nên xài, nghĩ là nên xài Archimedes. Trời ơi má, mấy này mạnh dữ trời. Đứng hình đi. Đứng hình rồi, bắn nè thì cờ lắp hai con nanobot. Cờ lắp hai con nanobot, tắt gáy thôi, tập này gáy thôi. Mắt TB mặt dữ ta. Ôi chín gì, ui Venom 2. Ui vừa mới nói lên con Ache vô ra Ache luôn. Vừa mới nói mình sẽ xài Ache ra Ache luôn mày. Má, vậy luôn á. Vậy sao các bạn chịu nổi? Hả? Vậy sao các bạn chịu nổi? Chắc ra sau up mẹ level luôn. Thôi, không sống vội đâu các bạn. Sống vội rồi, mất quỳ á. Tôi mới làm ly cà phê rồi các bạn, tỉnh táo rồi. À, cái tập này thì vô con mẹ nó định với nó không hay. Tập này cũng đang cắt mặt con mẹ luôn. Cắm bèo lắm thì ba con rắn. Cắm thêm con nè. Ui da đông. Con nào. Đây là Xota. Ui dao ơi. Đi cắm rắn ra. Cắm rắn đem. Đó. Thêm một máu nữa. Ỉa. Bảy máu. Ỉa ra quần liền. Bỏ Ache vào hả? Nào cũng Kunka 2 ta. Quá dữ vậy. Muôn dắt. Bán 2 nga xe. Juggernaut stands ready. Bây giờ để tiền lấy go hay là bây giờ đang có win streak hả? Vội luôn các bạn, xoắn lồn. Xoắn lồn, có warlock luôn. Và mới có hai warlock à, xong nào kêu up level có warlock thì mẹ. Che không có warlock đâu, nhưng mà không sao, cờ nó nhiều máu hơn cũng được. Có ai che cờ nhiều máu hơn các bạn ạ. À. Quá này nhiều con ai quá. Con ai bắn lồn. Trời đổi máu cho con rắn. Vì lý Dilly. Rồi bán AM. Để AM chứ. AM TB Sarofin đâm. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ lùi hai con này lên AM lên Sarofin. Móng được thiếu tăng. Bán 2 nga xe quá. AM phải có AM2. Bán 2 nga xe đi. Chưa, cờ chưa lên đủ các bạn à. Bây giờ phải lên cờ 2 sao hết mới ngon. Ngang máu nhưng mà giáp đéo có. Trời ơi, mấy này gặp nhiều chất đĩa. Mấy goblin này gặp đi mình nó quýnh cho đĩa đồ quần luôn. Đổi máu vô rắn. Á hay bay hay. Nhận TB mạnh thiệt. Má TB cắt G1 má 170 đam. TB nè. Rao quái má. Rao quái thì phải chấp nhận mất tiền thôi. Không có cách nào khác rồi.
có cách nào khác rồi, các bạn chấp nhận mất tiền thôi. In green, I go. Chấp nhận mất tiền thôi. Mua luôn con trâu đi. My quiver and bow are ready. Chết mẹ, nó cắn con tơ bê rồi. Ui, đéo đổi máu được. Ui, có cái crown. Ngon ngon ngon. Từ từ các bạn, tới B mạnh mà, cứ từ từ. Cheat. Đánh con này. Cheat đi. Thì kỹ luôn nhẹ cái hả? Má, giờ có cái crown mà anh tới B ngon lắm luôn á. Hay là lên Shadow Queen lấy một máu. Vậy đi. And there we are, and far I are we, up level. Ah, đi can kìa. Thôi, để tiền đi các bạn, bây giờ up level. Chưa có lên cờ được cái gì hết á. Chưa có lên cờ được cái gì hết. Xài, bây giờ xài 10 tiền. Muốn xài Shadowfin thì phải quăng AM vào. My own, when you play with Lena, you tend to get burnt. You can't keep a demon. I was the devil on your damnation rising. Trời ơi! Trời ơi, bớ lạc nước ơi! Ý con mẹ chúng mày tiêu rồi, chúng mày tiêu rồi! Tầm này thì quẩy thôi chứ còn đợi cái quần què gì nữa. Tầm này thì mặn vãi lồn rồi các bạn à. Tầm này thì đập hết. Anh mày đập hết. Anh mày đập hết các bạn ơi. Anh mày đập hết. Lên ly căng 2 là thay của Beatmaster ra luôn.
mạnh quá bay. Cái 50 gold roll cái. Đít mày lắm đi căng thế. Lắm đi căng vậy. Bước. Bút luôn mày. Đấy, cờ này thì mày ý. Cho con TB không ta? TB cần đồ trâu các bạn ạ. TB cần đồ trâu chứ nó không cần đồ đam. Để cái kiếm lại chút nữa lên phản đam. Cho con sao phín này đi. Đâm cầm kháng phép ha. Đâm cầm kháng phép đi. A wolf in man's clothing. Má sao xì trong quốc tế đuổi máu kịp. Ba rau nữa ấp chín đi ha, ba rau nữa ấp chín là có gì lên con luôn rui cũng ấy được. À, ấp chín thì không được các bạn ơi, ấp chín không được luôn. Tôi nghĩ ấp chín ấp để 8 mà lên luôn rui lấy con mít thôi, chơi con đùm đùm để từ từ lên chín rồi ấp. Ui da, chín lắm thế. Giờ mua chín làm lộn gì? Lộn cái đi. Lộn cái nữa nè. Má lắm chín vãi lộn lên chín ba luôn bay. Lên chín ba luôn bay. Giờ đang đâm hai chắc quẩy. Chắc xếp cờ lại quá, có assassin xếp cờ lại đồ quá cấp. Ma bọn mày của mình nè. Trời ơi, TB đam 300. Bắn kĩa. Đã mày. Đùm hai cái rồi. Bây giờ ông rang TB nào nữa ta. When you play with Lina, you tend to get burned. Lý Càn. Lord Oberanus, a wolf in man's clothing. Lord. Ôi, má quăng lên nhặt nhau đòn á. Sao phin nhỉ? Đố má cờ. Nhìn cờ kìa các bạn. Hai sao phin, hai Lý Càn. Phê đó, sắp sắp phê đó, nó không lên luôn rồi, không lên đâm phê đó. Cờ này phải giữ 8 rồi, kiếm TB 3. AM còn 1, kiếm con mẹ nó chứ. Chắc vàng dưới bán bớt quá các bạn.
mắt cái này nhìn quá tà, giống phù quá, giống phù quá. Cái này đông vãi lồn. Nuôi chó với nuôi TB các bạn à. Phù rồi, má nó xấu cờ này, nó trâu quá bay. À! Thằng lông! Mẹ mày. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. The Veiled Sisters sent me. Ui, trời ơi, đâm nó nhiều. Mua, mua. Smash, smash. Rốt cái nữa coi. Ngon, ngon, ngon. Mày đâm hai, quẩy. Cho mày cái kiếm luôn, địch mày chút nữa có giáp quăng vô. Không là cái tăng đam. Địch mày đâm má lên đâm mũi đập hết. Lên con đâm mũi chặt. Đàn hai Lican hay là đồ má xài tất cả ta, tất cả có vẻ phế nhở, tất cả có vẻ phế, con dùng tất đi, có cái gì lên tất ba, quẩy, trời ơi, anh ơi, anh ông ra thêm một cái, ồ má, giáp được ra cái kiếm lắm vậy, cho TB cái gậy là thành cái mom luôn á, cho TB cái gậy là biến thành cái mom luôn á. OTB. The Veiled Sisters sent me. Hai con Medu, đi mẹ từ chối sao đây? Từ chối sao các bạn? Hai Medu thì không thể từ chối được. Má giờ cờ nhiều quá, nuôi con nuôi nhiều con quá. Đúng mày. Không có đủ slot các bạn à, Tết bây giờ mua không đủ slot. Cái quan trọng là ở đó đó. Rồi đùm hai nó chặt đã. Rồi đùm hai nó chặt sướng luôn á. Ủa mạnh. Được, được, được. Giết, giết, giết. Má bây giờ nhiều cờ phải mua quá. Đùm rồi TB. Ôi, Sadofin, Medu. Trời ơi, đã mà em lồn bay. Chắc xuống Tết quá. Xuống Tết lên Medu thì mày được. Lên Medu các bạn à, lên Medu cho chắc kèo. Ache, quất con Ache. Trời ơi, cờ gì con gì mua được luôn á. Đã mày. Cờ gì mà con gì mua được. Medu cái tầm này. Thôi, Medu cái tầm này để qua đây đi. Chơi 2 bis thôi á. Tại sao không chơi 4 bis? Bốn bít đủ. Ui, địt con mẹ nó. Mẹ rồi nó bít chết mẹ rồi mới đủ tôi. Mẹ nó gấu đẻ gấu rồi, chắc thua quá. Thua quá, assassin nó đông. Thua rồi, gặp bọn assassin này mình quỳ rồi các bạn là nó bít đủ, nó chưa kịp đóng đá luôn. Chưa kịp đóng đá rồi, nó bít nghĩa chảy. I bring an end to magic. TB nè, má giờ bán cái con đéo đi. Bán cái mẹ đi. Time for target practice. Ui, đâm nữa đủ, má giờ bán cái con gì muốn đâm đây. Nó bán tết hả ta, 2 bit thôi. Thôi, chơi 2 bit thôi. 2 bit thôi, đủ. Má nhiều nhiều cờ phải mua quá. Nhiều cờ phải mua quá. Nhiều cờ phải mua quá. Quá nhiều cờ phải mua luôn đi mẹ. Level 9 sao tỷ lệ đẹp hơn? Level 9 tỷ lệ 3 rồng chỉ có 25% thôi mà. AM2 nè. Ui giờ Era Esma hả? Chắc phải xài quân cao quá. Chứ Esma đủ quá. Tầm này sao xài. Chắc không cờ, cờ này không cần Esma đâu. Cút mẹ em đi. Sadofin. Má vậy đéo giữ được con quân cao rồi. Lý căng nữa đủ má. Giờ bán cái con đéo rồi đấy.
băng. Bà chè quá. Thề với các bạn luôn, đéo có slot. Thề với anh em. Đội này phải lên Demon 3 cơ, phải lên TP 3. Mẹ má, mây nó có mây đu nó hốt kìa. Mây nó có mây đu nó hốt tôi kìa. Round cho mày đu thôi chứ không đợi gì nữa. Đôn tới bê cái đi cái con mẹ bán đâm. Sao lại bán quá không đâm rồi. Đi con mẹ chơi ngu rồi. Má không sao, giờ cũng phải bán à. Giờ cũng phải bán thôi. Thôi xài con A Chen ngon hơn các bạn. Quan trọng các bạn à, cờ mình đang chơi là cờ 3 đồng đúng không? Mình up level thì tỷ lệ ra cờ 3 đồng rất thấp, chỉ có 25% thôi, các bạn hiểu vấn đề chưa? Đâm nữa kìa, đủ má giờ sao múa. Đã biết đâu ra Li Căng sao? Nó phải bán vậy thôi các bạn. Mày đóng đá phang nó. Tết là Dota. Tết là Dota. Chấm. TP rập bay luôn. Má giờ phải lên lên con TP 3 lẻ nè, hay sau phiên 3 hay lột lấy căn 3 lẻ nè, không là đồ bán cặc đó. TP. TP. I bring TB the of... When you play with Lina, Lord of Alanis. TB đi. TB đi. Đâm. TB. Con cặc. Má. Con nữa thôi mà. Lấy căn nữa. Where are you? Where are you, man? Ra sau rô đéo ra chứ ấp mẹ level lên thêm lum hang đâm trụ nó chứ mẹ nó luôn. Mẹ che nó đồ yếu rồi ta. Đổi luôn. Đổi luôn Esma mạnh hơn á, mà che giờ yếu rồi. Nó che tăng máu cho Demon các bạn à, mình đâu có thiếu đam đâu. Muốn giữ Nga che để lấy cái ọt á, lấy ọt tăng máu. Tại vì lên 3 sao cờ mình sẽ rất là trâu. When you play with Lina, you tend to get burned. Shadow Queen. Ui. Tới bê đi rồi. Woo. Đi mày. Shadow Queen luôn. Rồi, ba mấy go. Đi mày ra sau lên level. Shadow Queen 3. Lên level sau phiên 3, 25% vẫn ổn các bạn à. Lên level đi mạng TP 3, vả đầu hết. Máu này 3.000. Trời ơi, đéo đá được bây ơi. Đéo đá được, trời ơi, nó rít một cái ăn cặc. Trời ơi, đúng má, BA nó mạnh. BA nó mạnh quá bay. Assassin nó mạnh quá. Thôi up, thôi up level, up level, up level. À, Li Căng và Shadow Fiend luôn bay. Li Căng và Shadow Fiend. Li Căng và Shadow Fiend nè. Alo. Đéo khó luôn, bây giờ up thôi. Level thôi các bạn. Không up level thua, đồ má lên thêm đâm nữa. Cấp cấp cờ đã các bác ạ. Cấp cờ đi. Cấp
Cờ đi, hang đâm. Mẹ. Xa đâu phim cũng cả. Xếp làm sao con Medu này nó đóng đá được nè các bạn. Ờ, quên lấy ngã che ra rồi, để nhà ngã che cũng chặt. TP nó đéo cũng được rồi. Đó, mấy ông. Mình thì mình đánh to lắm các bạn. Tắt chỗ Razor 2 có nanobot mà nó bắn à, bên kia cái gì? Full Goblin nó bắn không tuyệt phát nào nhá. Bắn không tuyệt phát nào. Đây, lấy Ache ra đây đi. Rau 35 rau quái hả? Má, rau quái và rau rồng bay ơi, rau rồng này đủ má nó bắn cho tẹt cu hết quá. Cặc để luôn, đéo xếp nữa. Tao lười xếp rồi. Một cú để cho đây gần cho Medusa đi ha. Hay là TB. Thôi Medusa đi. Medusa mẹ con nào cũng như nhau, nó cũng dựng đây gần thôi, nhưng mà con Medusa nó sẽ. Chịu ơi, cờ mình dậy xếp sao không vậy. Hay quá, đổi máu cho con rắn, đá đi. Đó, bắn, vô hút máu. Vô hút máu. Biết đồ má đã cùng hai. Giờ giam luôn nữa các bạn. Giờ giam luôn nữa. Rồi cái coi. Rồi cái nữa coi. Không, bây giờ khó ra cờ 3 đồng rồi nè. Má đang chờ lên 3 sao thôi các bạn. Má assassin nó mạnh. Sao nó up 9 đi ta. Cờ nhẹ để gì nữa. Rồi rồi xong rồi. Đây. Cờ giờ chạy VA rồi. Ui 2000. Trời ơi ủ má nó quên. Ôi nó quên đồ má. Ôi quên không lại assassin nữa các bạn ơi. Đầy xe con mẹ nó rồi. Đéo lại assassin luôn. 5 goblin quên đéo lại luôn. Điên con mẹ. Thôi rôn cho họ mà đầy xe á. Má đầy xe luôn. Ra đúng chân. Rôn. Giờ ra cờ 3 đồng mình phải lôn. Giờ ra cờ 3 đồng ít vãi lồn. I'm the brains. And I'm the brawn. Mày thì không sao, bọn mày vãi được. Giờ 3 bắn đá. Giờ 3 bắn hết. Đặt hai phát. Đặt. Trời ơi, à che 3 hả? Ache 3 hả? Má cái đéo gì thế? Ache 3 bay ôi. Má còn assassin thua. Còn đúng cái bọn assassin luôn. Đúng cái bọn assassin thì quỳ. Can đâu rồi? Má thấy không? Lên level 9 là tỷ lệ ra cờ 3 đồng thấp lắm. Đéo có Lycan đâu. Đéo có Ache luôn, cũng còn con Lycan nữa thôi mà. Lấy quân ca thay con gì bây giờ, hai anh đâm mạnh nói lộn. Ê, đồng đá thắng cho bay. Hay quá, xếp cờ ơi. Thắng cho bay ơi. May BA nó đéo hết. Ê, quýnh BA ai bay. Chủ ta nửa cây máu bắn cái chết luôn hả? Ngầu rồi. Giờ đéo nè. Nó đâm 3 sao đúng không?
đấm ba, phải đấm ba thì phải lên ba hết. Cần dây chắc ổn rồi các bạn ha. Không, phải để AM ở trên, để AM với TP ở trên các bạn à. Nhích lên đây đi, AM đứng để nó bên mana. Bên mana con gấu các bạn à. Ok, xếp cờ phải bên được mana con gấu, ngon. Đấy, nhảy lên bên mana con gấu anh. AM. Trời ơi, quýnh cái con bé này vậy? Con mẹ mày ngu như chó. Ui, đống đá. Ôi, bé, bé bị quýnh, bé bị quýnh tắt. Mẹ mày nhóc. Mẹ mày nhóc hát cờ với nó mà ăn ta. AM nhảy lên đéo quýnh con lồn gấu, đủ má. Bị Lý Căn lừa rồi. Lý Căn. Lý Căn. Đéo có Lý Căn luôn. Lý Căn. Venom nữa bay ơi. Mẹ. Sắp Venom 3 rồi. Bán A Che quá. Bán A Che lên Venom đi. A Che 2 thì cũng vậy thôi. Venom 3 nó sẽ khác. Đốt cái nữa coi. Chết mẹ rồi. Rau này không biết ăn được không đây. Ê, ê, Win sắp cơ lại. Chết mẹ ơi. Win sắp cơ lại rồi. Chút nữa lỡ có con Esma thì mình ráng lên TP ơi, đóng đá đi, đóng đá đi, đóng đá đi, TP sắp chết rồi kìa. Ừ, đóng đá được rồi. Mẹ nó, cho cái này làm đéo trời. Javelin, Hammer, cứu điện. Ê, ê, đi mẹ, gánh kèo. Đây không giật cái nữa. Đóng đá cái nữa không? Mẹ đi, đéo có đồ tăng mana. Ui da, ui da, Venom 3 các bạn. Quẩy, quẩy, quẩy. Rốt. Esma hả? Cũng đồng. Lên, lên, lên cờ, lên cờ. Đối, 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 đối. Không bú điện được không ta? Để coi bú điện. Dis. Bú điện hả? Rồi, giữ lấy bú điện. Được, được, được. Vẫn quẩy được các bạn. Vẫn quẩy dư ỉa. Đi mẹ Venom 3 mày. Má đừng có rít cái đi luôn được rồi. Má tôi cho cái Void Stone vô con Medusa nữa là ngon luôn. Đấy, bên mana con gấu liền. Đó, AM quạt một cái nè. BKB chết mẹ rồi, nó có BKB bê ơi. Cái lồn gì thế, BKB. Đọc đá đéo được là gãy với con BA đó. Trời ơi, TB nó bắn. Mày chửi đéo luôn, TB bắn. Bạn, bắn bạn. Nhưng mà bắn cho siêu hơi mệt, bắn cho siêu hơi mệt. Trời ơi, hú, trời ơi, TB nó mạnh. Chấm thật to. Chấm thật to luôn. Giả bộ cho con Lican cái đi. Lican bạn. Ui da đùm. Thôi cũng được các bạn. Thêm con đùm nữa là đùm 3 rồi. Đùm 3 bố mày cân hết. Đùm 3 bố mày cân hết các bạn. Đi coi mẹ nhà mày. À, cho cái này cho con đéo nào đây. Cho lụi đi. Tầm này thì độ cần đéo này nữa. Medu chết chay hả? Xếp lại có đéo gì đâu. Xếp đấm qua chen Medu lại được. Medu đóng đá là thắng. Medu đóng đá được là thắng. Vậy thôi. Bên mana mày nè, gấu gấu. Ui. Bên mana vẫn tạo gấu được á. Bên mana vẫn tạo gấu được á. Thư cấu á. Thư cấu á mày ơi. Đóng đá. Ơ BA bị đóng đá, tụi loạn luôn. Tụi loạn luôn. Đừng bên đây, con TP của tôi gánh kèo được không? Ma đéo nổi. Cho Lý Căng đi. Ít cái con mẹ mày cho PA nga mở tế à. Lý Căng đâu. Ui đâm kìa bay. Đâm kìa, đâm ba kìa. À, đi mẹ uống phải chết cục cho mày. Lên. Đâm ba nha. Đâm ba nha bạn. Ít mẹ. Thôi cho Venom cút đi. Đâm ba mày chặt sướng hơn nhiều. Đâm ba cái tầm này đâm ba thì chặt kìa. Mày cứ ỉ chảy. Mày chỉ có ỉ chảy tới ỉ chảy thôi. Nghe, nghe mày chỉ chạy thì chạy thôi. Đâm ba mày ơi, địch con mẹ nó to, 480 đam. Ây da, nó xếp BA lại ơi, chết mẹ ơi. Đóng đá, nè, đóng đá nè, con đâm túi chặt nè, mày nè, chặt nè. Demon mày to, Demon mày to, mày to, mày to bằng con đâm của tao không? Mẹ mày BA 3 làm sao bằng con đâm ba của tao được. Quẩy lên, ui da, nhưng mà bây giờ lên con Lican 3.
Lấy con Lý Can ba hả? Phải lấy con Lon Ruyo thôi các bạn. À, muốn ọt, muốn ọt tăng máu các bạn. Ọt cái tăng máu, ít mẹ răng mẹ bày ba sao này tăng máu thì đi có vãi lồn thôi. Chỉ có vãi lồn thôi. Cái tầm này tăng máu thì chỉ có vãi lồn thôi các bạn. Cho mày đứng trước luôn đi mẹ mày. Bên con gấu này, bên mà đang là ui giời AM B. Mày ơi, đâm ba, trời ơi, đâm ba chặt chết. Chết. Đâm ba bị hit thôi không sao, đâm ba chặt hai ba nhát rồi nó chết mẹ ơi. CB. Ý, assassin mấy con cờ ghẻ thôi. Sao vứt Venom đi. Ọt đồ tăng máu phải lồn luôn.